Các bạn, trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái box mà vỏ nhôm 8 pin tự ăn mạch có màn hình hiển thị LED và hai đèn pin, hai cái đèn LED siêu sáng. Đèn LED này cỡ khoảng độ tầm 3W, LED V9.9. Thì cái box này có hai cổng ra, cổng ra USB, một cổng vào sạc và có USB ở đây điều khiển, và có đèn LED hiển thị ở đây. Cái box này có thể lắp được 8 pin, nhưng mà đáng tiếc là nó phải tự hàn mạch. Nó có, hiện tại tôi đang có một số màu đấy. Cái box này khi mà lắp pin nó sẽ là như này, kèm thêm một cái màn hình phía trên như này. Ở phía dưới nó sẽ được chắn bởi một cái chắn như thế này. Thì khi lắp vào kiểu vậy thì nhìn nó khá là đẹp. Phía màn phía dưới che mạch, hình LED sẽ hiển thị các chữ ở đây. Bên trong này thì chúng ta sẽ lắp mạch. Cái mạch của box này thì sẽ được hàn, chip sẽ hàn ở chân ở đây. Đây là mạch thì bạn thấy là nó có khá nhiều cái chi tiết ở đây. Điều khiển thì ở đây có một con chip UP8606A. Bây phía dưới ở đây có một cái chip điều khiển 2M04, và đây là một chip đã bị xóa mất nhãn. Đây. Chứ là chủ yếu là dùng để điều khiển cái màn hình ở đây thôi. Bàn diode. Có một con R05 ở đây, để cảm biến dòng. Về cốt đinh thì ở đây có hai chip, hai con chờ hỗ trợ cho việc cố định của nguyên B. Thì lắp mạch thì chúng ta sẽ lắp như thế này. Rồi. Bên này nó còn một cái để cho màn hình rõ, nó còn một cái để che cho mỗi cái đèn ở đây như này. Và khi đóng xuống thì ở đây chúng ta có hình đóng xuống như này, kiểu vậy. Xuống các bạn. Và trong quá trình hoạt động thì chúng ta đóng vào thì chúng ta sẽ được một bóc kiểu như này. Màn hình sáng sẽ hiển thị ở đây. Và pin ở phía dưới này, có chân đóng pin, đóng chặt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử test cái chất lượng của cái mạch này một chút. Đây, chúng ta sẽ tháo riêng cái chip của mạch ra và chúng ta test. Chúng ta sẽ hàn nó với cả pin, mặc dù ở đây chúng ta có thể hàn được tối đa 8 pin, nhưng đây chúng ta để test sự cần thiết, chúng ta chỉ cần test với 4 pin là đủ rồi. Chúng ta sẽ đi hàn và test với cả pin 4 pin ở đây. Chúng ta sẽ đấu hai cái cực âm và cực dương, đây B cộng, B trừ. Đây chúng ta sẽ hàn vào pin. B cộng, phía này là B cộng, bây giờ xoay cái pin này. Để test thì chúng ta sẽ dùng cái dây nó không cần quá dài, ngắn cỡ này đủ rồi. Ta sẽ án dây để chúng ta test với pin. Ta sẽ hàn vào mạch trước, sau đó chúng ta sẽ hàn vào cái pin sau.
Đây là cái mạch sau khi mà chúng ta đã cắn xong pin. Đây. Để bật đèn thì chúng ta nháy nháy hai cái nút nguồn liên tiếp. Pin đây khá là sáng. Bây giờ ta sẽ thử cái đầu vào và đầu ra của cái mạch này. Để test đầu vào, ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái USB Z-Wave và test. Và giờ này chúng ta sẽ dùng một cái nguồn, lẽ chúng ta dùng một cái nguồn 5V 2A đây sẽ vừa hơn. Ta sẽ dùng cái nguồn của củ sạc Xiaomi ở đây. Đây là một cái nguồn 5V 2A, nó hỗ trợ quy jack 2.0, à 3.0, tuy nhiên ở đây chúng ta không có cái tính năng đấy. Nên nó là cái nguồn mà cho cái dòng khá là ổn định và khá là tốt. Dùng cái nguồn thì chúng ta sẽ kết hợp thêm cái Z-Wave ở đây. Sẽ tắt đèn đi nó dễ nhìn. Thấy là đầu tiên chúng ta sẽ sạc để test thử cái dòng sạc vào bao nhiêu. Ra vào đây chủ yếu là 5V 1A 2A, chúng ta sử dụng cái dây ngắn để xem. Thấy là dòng sạc vào đang là cỡ khoảng độ 1,8 1,6 khoảng độ khoảng 9,5W. Sạc vào đấy. Cỡ 9,5W. Đây nó có cái đèn led, thường thì khi mà chúng ta dùng thì cái đèn led nó sẽ được che như vậy để sẽ đỡ bị chói hơn, che kiểu này đỡ bị chói hơn. Tuy nhiên ở đây chúng ta bỏ cái màn hình che ra rồi nó chói. Pin đang đầy 65%. Bên tiếp theo chúng ta sẽ thử là xả dạng. Để xả thì chúng ta sẽ test thử xem đối với cả sạc và một cái máy tính. Ở đây tôi có máy điện thoại, tôi có cái máy của Xiaomi Note 4, nó đang đầy pin được cỡ khoảng độ tầm chưa đầy pin thì khoảng độ tầm 60% nữa. Tôi sạc xem. Thì ta dùng cái dây ngắn để xem sạc dòng ra thế nào. Vì cái dây ngắn ở đây nó không có cái đầu nào hỗ trợ quick charge nên chúng ta sạc dùng dây ngắn để tiện. Hai cổng. Để chúng ta thử xem. Vậy khi không có tải, đầu ra nó cứ khoảng 5,14W. 5,4V. 53% sạc rồi. 19. Đây cổng thứ nhất nhận vào cỡ khoảng độ 1A 5W. À, thử sang cổng thứ hai xem. Cổng này thì điện thoại nhận vào là cỡ khoảng độ 1,53. Thì bình thường cái Xiaomi Note 4S này nó chỉ nhận vào cỡ khoảng độ 1,53. Như vậy chúng ta có hai cổng, nó nhỏ, một cổng 1A và một cổng 2A. Cái này rõ ràng. Và nó không đổ chỗ, không cũng nhận đổ chỗ cho nhau. Giờ ta sẽ thử sạc cho một cái thiết bị khác, chẳng hạn một cái máy tính bảng xem. Chúng ta sẽ sạc cho một máy tính bảng. Sạc cho một máy tính bảng. Test thử xem. Đầu tiên là cổng 1A trước. 1A sạc cho máy tính bảng xem là được bao nhiêu. Như vậy một cổng cố định là 1A, không hơn được. 1A được. Thấy là một cổng luôn luôn là 1A.
cổng thứ hai. Cổng thứ hai xem nó bao nhiêu. Vì 8. Như vậy hai cổng rõ ràng, một cổng 1A, một cổng 2A, kể cả điện thoại máy tính bảng nó đều như vậy. Bạn có thể sạc cho iPhone dùng cổng 1A và các cái máy tính bảng, máy tính Android dùng cổng 2A. Tất nhiên là khi lấy điện thoại tự nhận không vấn đề gì cả. 1A hay 2A nó chỉ là mắc cái dòng da tối đa của nó thôi. Còn dòng da cụ thể bao nhiêu thì do điện thoại và thiết bị của bạn tự nhận. Cho ra 1,8 khá là tốt. Nó gần bằng cái dòng da của cái củ sạc khi mà sạc cho máy tính bảng. Bây giờ chúng ta thử sạc củ sạc của máy tính bảng xem là được cỡ bao nhiêu. Sạc máy tính bảng. Cỡ khoảng là 1,8 thôi. Như vậy chất lượng của cái box sạc này không tồi. 1,8, 1,86. 1,8, 1,86. Cái mạch sạc khá là tốt. Ta thử kéo xem cái công suất tối đa của cái cổng ra là bao nhiêu. Để kéo công suất tối đa thì chúng ta sử dụng thêm một cái thiết bị, đó là GPS. Vì ta sạc GPS đây. Kéo ra. Đầu tiên với cổng 1A trước. Kéo xem nó lên được bao nhiêu. À. Một A. Các bạn thấy nó ra được 1A. Vâng. Một A. Rồi bây giờ chúng ta thử kéo xem nó lên được bao nhiêu. Nó chỉ ra 1A. Còn đâu nó sẽ bị cắt điện áp. Vậy khá là tốt. Nó dùng này để hạn chế cho cái máy, cái điện thoại và sử dụng cho các cái sạc cho các cái thiết bị mà yếu. Dòng ra kia nhỏ. Thì các bạn thấy cắm vào cổng 1A. Để xem cổng 2A nó ra tối đa bao nhiêu. Tám, chín, 2A vẫn 5V. Xem kéo tối đa lên bao nhiêu. 2,2. Vẫn ok. Như vậy nó chỉ còn cỡ khoảng độ 2,2 thôi. Quá là bắt đầu nó bị tụt áp. Đây nó chỉ còn gỡ được 2,2 thôi. Cái box sạc này được box sạc khá là tốt. Đèn pin, hai đèn LED khá là sáng. Rồi là đầu ra thì nó phân biệt rõ một đầu ra 1A, một đầu ra 2A. Tối đa 1A và đây là 2,2A. Và tắt đèn thì bạn nháy hai nút nguồn này. Hoặc là bạn nhấn vào giữ cũng được. Đó, sáng đèn. Nhấn vào giữ để tắt đèn. Khá là tiện. Rồi các bạn đã theo dõi.